Kim Anh nói nghe Kim Anh. Dạ. Cưng bớt điệu đi, cưng điệu quá chị mệt. Cưng bớt điệu đi, cưng điệu quá chị mệt. Cưng bớt điệu đi, cưng điệu quá chị mệt. Gì vậy trời? Cưng nghĩ sao? À. Chị ngồi ở đây mà cứ mắng xói xả chồng chị vậy. Chị ơi chị, chồng chị nào vậy? Harry bỏ đâu chị? Trong tù. Thì trong tù nó rõ, trong tù mới công khán giả hiểu lầm. Chị ơi, cưng lạc hậu á. Chị đang có trong tù. Chị đâm sầm lũng ngang vậy. Harry Quang ai mà biết là vợ Trấn Thành. Ai biết tôi đâu. Tôi vợ bé. Tôi vợ bé. Sợ chị phóng vô chị phá gia can nhà tan nhỏ em Harry quên của em bơ vơ tội nghiệp. Duyên quá, duyên quá. Duyên công chúa giờ mang tính chất giải trí ghê lắm. Cái bông hú hồn, cái bông là đúng phong thủy nha. Chào công chúa. Bữa nay công chúa cái bông bự hú hồn. Thì công chúa mà đương nhiên cái bông phải bự chứ. Đâu đâu, cái bông này đâu có bự đâu. Cái bông này nhỏ nhất ở nhà em rồi đó. Vậy cái bông bự được cỡ nào? Cái bông bự hả? Bằng người anh á. Trời ơi. Dạ cảm ơn chị. Không sao anh. Tại vì sao? Người ta đâu có câu ghen phải điệu, không điệu sao ghen chịu. Đúng rồi, làm con gái phải điệu, ai không điệu sao ghen chịu. Dễ thương thiệt, hai người này hay quá. Ừ, phải phải nói thật lòng là anh Hà anh trẻ mãi luôn á. Em mong là tuổi em mà như anh Hà là em phải được như anh Hà đó. Chắc yêu. Gì sống tới ngày đó. Trời ơi, trời sao tụi cũng rất sớm vậy trời. Nói chứ ngày hôm nay cả hai nhân vật này thật ra đều là những đàn anh đàn chị của chúng ta cả. Tuổi tổng đời, tuổi nghề hơn hết. Tổng em mới 20 mấy tuổi à. Dạ rồi, công chúa 20 mấy tuổi. Dạ. Nhưng mà cái mặt sự mà thanh xuân của họ lúc nào cũng tràn trề cả. Ưu tiên cho công chúa bông bự nè. Chọn về đội nào ở đây? Chọn gì nữa? Họ là một đội cặp nào? Rồi chọn gì nữa? Lên lắm rồi không gặp. Mấy bên nhân bằng nhé. Dạ mời anh Hữu Hà về với trường gian. Trời xin một cặp rồi. Trời anh ơi. Thưa quý vị, hai gia đình của tụi em đã ổn định. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ gặp 7 người chơi của ngày hôm nay. Xin mời các bạn. Thưa tất cả các anh chị và các bạn, cái mùa này một trong những cái điều mà đại nghị cảm thấy thú vị nhất đó chính là mình có được một cái chỗ ngồi. À, nếu như các bạn đã từng tham gia những mùa trước như Nhật Kim Anh thì cũng thấy những mùa trước anh đứng hoài mỏi chân quá, cho nên là mùa này anh được có một cái vị trí tương đối là nó khang trang, thịnh soạn, đầy đủ nước, trái cây. À. Em nhớ trong họp báo anh nói là thiếu cái hình với cái bát nhang nữa thôi phải không anh? Cái đó là kẻ xấu nói anh đó em. Anh nói. Thôi. Cái đó là thường là dành cho những người ta đã khuất mặt khuất mài, ta mới có hình với nhang. Anh nghĩ chỉ cần 3 chung rượu nhỏ để lên. Anh mà có 3 chung rượu là anh tiễn em trước nha Thành nha. Cũng chả cần rượu nữa, cái dĩa trái cây nó đổi qua thành dĩa chuối sứ là ngon. À. Thốt lời đi công chúa, phun châu nhã ngọc nào. Công chúa chưa nhìn kỹ mặt. Sợ biết sao? Tại vì thấy tiếng la lên cái tự nhiên chạy rồi xong không, tưởng làm cái gì. Chưa nhìn kỹ, đang nhìn kỹ là hết rồi. Đâu trời ơi, cái mặt chà bá trên màn hình gì mà không thấy sao? Kìa ta đang ngồi ở số 1 luôn kìa công chúa. Cái chương trình này phải làm rất lẹ. Tại vì năm nay năm thứ 5 rồi. Nhưng mà công Khánh Chi đó là hát dở. Hát dở. Anh thấy là sao? Anh nghĩ là chắc bạn này là Nghe cái giọng cái chữ cuối thôi. Thỉnh thoảng một chút người ta nghĩ là hát hay. Em thì em thấy có vẻ bạn hát không hay. Đúng không anh? Đúng không? Trời ơi, cùng chung ý kiến. Ừ, tại sao vậy? Cậu này là không biết diễn và cũng không biết hát luôn. Nhưng mà khoái vui lắm. Mê lên nhảy nhót làm trò lắm. Ừ. Lát gặp Lâm Bính Chi là chắc nhảy cùng luôn á. Thấy cái năng lượng của bạn ấy á, là hay mình biết rằng rất là mê diễn. Mê à. Trời ơi à, tao mới hả cái họng. Ừ.
tưởng đâu mới nhả hả? Là không nghe nhờ em nói mà mọi người mới không nghe gì hết trơn, trời đó. Người ta đang tập trung nghe tại vì em mới thấy hả miệng ra cái là ngưng lại rồi, bởi vì em tưởng đâu là có nhiêu đó. Em mới tham gia lần đầu hay sao vậy Kim Anh? Dạ em tham gia lần thứ hai à, mà vẫn là nghiệp dư quá vậy. Dạ lần thứ hai là em phải chuyên nghiệp hơn chị chứ, lần thứ hai người ta đang chuẩn bị dơ cái mỏ ra để phát âm ra, cái em nói không nghe gì hết, em nói cái này lớn cái tiếng con tan luôn. rồi nghiệp dư quá Kim Anh ơi. Dạ. Đây mời chuyên nghiệp nói nè, công chúa thấy sao em? Tôi lộn chị. Chị đâu có thấy gì đâu, tự nhiên chị định chị thấy rồi, đưa cái giấy xong bên này chạy cái bà Kim Anh la lên chị quán hồn. Tôi coi như chị nhớ chị quên đó luôn rồi. Ủa người chuyên nghiệp kỳ gì dễ quán hồn vậy? chuyên nghiệp nên không dễ quán hồn. Chuyên nghiệp là chuyên nghiệp, cái chuyện khác còn có vấn đề gì? Cái não chị ở chung không nên nhiều, chị hay quên. Chị quên luôn. Rồi cuối cùng công chúa vẫn chưa đưa được ý kiến gì luôn đó. Qua hai người luôn, công chúa vẫn không biết gì trơn trọi đó. Em lo quá công chúa, em quên luôn rồi. Đó, giờ mọi cái nó rõ ràng, nó hiển hiện vậy đó. Chị đâu có cho nghe đâu mà chỉ có vậy thôi đó. Không nghe luôn. Không cho nghe mà để cái ẹt cái cũng như không, đâu nghe được gì đâu. Từ mùa 1 đến giờ đã vậy đó chị. Nó hơn nhau là cái ẹt á. Ẹt con này chua quá. Con bé số 5 này là cái dạng ca, xong là mình sẽ ngủ y như nó đó. Nó ca là mình ngủ y thinh vậy đó. Hát dở lắm cho nên không có mặt mũi nào nhìn khán giả hết trơn. Nên mình làm anh đi. Anh Hà, tự quyết định vậy luôn. Anh yên tâm nha, trong cơn mơ nó có khấn á, nó niệm cho anh đó, anh yên tâm đi. Đừng có nói, nó nghe đó. Thật ra thì thấy khẩu hình á, thấy cái khẩu hình thì có vẻ hơi điệu, nhưng mà em nghĩ rằng là hát không hay. Hát không hay, mặc dù có điệu. Dạ. Có trao chuốt cái miệng chút xíu. Dạ. Ừ. Còn Thái, hồi nãy bên trong mình cũng có nghe nhiều chương trình trước, có nghe những người đẹp thường thường hát không hay. Anh Thái anh cũng coi là đâu phải mấy người đẹp mà hát dở ở đâu cũng được săn lùng, đúng không anh? Đúng rồi. Phải lâu lâu thôi chứ đâu mà hàng đặc sản mà nó về hoài được anh. Nhưng mà lâu lâu không phải có một người đẹp hát hay vậy chứ bộ. Bởi vậy chứ đâu phải là xinh, thí sinh nào mà đẹp không hát dở đâu. Bữa nay là chương trình biết có hai cô gái đẹp là Nhật Kim Anh với lại công chúa tới đây, nên phái một cái bà vừa hay vừa đẹp xuống chặt mình sao, thí dụ vậy. À cũng nghi nghi lắm ạ. Như Khánh Chi thấy nào, cái giác quan là cô này hát hay đó. Ừ, công chúa nghĩ rằng cô này hát hay, hát ha hay. Cô bé này hát không hay. Hay cái giọng bẹt quá trời bẹt, cái giọng đọc không mà nghe còn không vô lỗ tai sao hát không. Đời xinh đen cứ đàn kiên ta. Chua lè trời ơi, giọng bá bẹt quá trời bẹt anh ơi. Tại sao không nghĩ đó là giọng lồng tiếng của một người khác? Đây là lồng tiếng mà còn bị bóp tiếng nữa. Đúng. Nếu như không lồng tiếng thì cũng là bị méo tiếng đi. Trời ơi, hai cái người này khờ quá đi. Mới vô lần đầu nó biết đâu. Kim Anh, em phải nghe lời anh. Tại vì biết làm sao không, cô này hát hay cho nên bây giờ cô phải bịt miệng. Cô phải bịt đi để cho cái cuốn học nó âm. Nói đây, gọi là giết người diệt khẩu đó. Bịt đầu mối. Không cho mình thấy cái mỏ con nhỏ. Đúng. Không phải. Ở mình cũng thấy ở trên hình trường quay biết làm sao không, máy lạnh mà không có bịt lại thì sẽ bị viêm họng. Bây giờ họ bịt lại như vậy để chi? Để họ giữ ấm cơ thể một lát nữa họ bung ra họ hát hay. Nghe lời em anh nghe đi. Em nghe giọng nói là em thấy hát dở đó. Càng nhỏ nhỏ chút xíu, xương có chút xíu vậy đó, hát hay không đó? Mấy người nhỏ xíu là hát hay không hả? Em nghĩ là cái không hay, kìa, không, cái hay. Đặc không, biệt hay. Không hay. Không hay. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái nết hiền khô hà. Quan niệm của tao không hay mà cứ ép người ta hoài. Mình doanh nhân thành đạt là mình kiềm chế lại. Không có sang, Kim Anh ơi. Không có sang, không có sang. Em công chúa ơi, em xin rồi. Ví dụ như cứ nói vậy nè, anh ơi em không có chọn được, tại vì bằng này hát không hay, cái giọng bẹt quá, cứ la lên không có sang. Đúng mê quá.